Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những tin mới nhất trong ngày. Các bạn thân mến, vừa qua, tàu chiến lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Anh, tàu sân bay Queen Elizabeth cùng với nhóm tàu tác chiến đã tiến vào Biển Đông. Đây được cho là một hành động nhằm thách thức đối với Trung Quốc trước những bành trướng, yêu sách vô lý của quốc gia này. Tiếp tục trong chuỗi thông tin này, mới đây, vào ngày 2 tháng 9 năm 2021, tàu Bayern của Đức đã chính thức xuất phát từ cảng Eindhoven bắt đầu chuyến hành trình đến châu Á-Thái Bình Dương, với các điểm dừng chân dự kiến tại Việt Nam, Singapore, Hàn Quốc và Australia. Đây được đánh giá là tin tốt, rất tích cực đối với Việt Nam ta và những diễn biến phức tạp trên Biển Đông nhiều năm nay. Liệu rằng đây chỉ là một chuyến thăm củng cố ngoại giao thông thường hay còn có những mục đích khác, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Các bạn thân mến, theo như thông cáo của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, mới đây khinh hạm Bayern của Cộng hòa Liên bang Đức đã chính thức lên đường tới châu Á hôm 2 tháng 9 với mục đích thực hiện hành trình huấn luyện, đồng thời tăng cường sự hiện diện, kéo dài trong khoảng nửa năm. Xuyên suốt quá trình này, thủy thủ đoàn sẽ đảm nhận một loạt các nhiệm vụ với mục tiêu trọng tâm, đó là tăng cường sự hợp tác an ninh với các đối tác trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Như chúng mình cũng đã chia sẻ bên trên, tàu hộ vệ tên lửa Bayern của Đức và hơn 200 thành viên thủy thủ đoàn đã chính thức khởi hành từ hôm 2 tháng 9 với các điểm dừng chân dự kiến tại Việt Nam, Hàn Quốc, Singapore và Australia. Chiến hạm này dự kiến sẽ đi qua Biển Đông vào thời điểm giữa tháng 12 trong hành trình trở về nước, đánh dấu một chiến hạm Đức lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực này trong gần 20 năm trở lại đây. Với lộ trình di chuyển của chiến hạm Bayern, chúng ta có thể thấy Đức mặc dù muốn cảnh báo Trung Quốc cần tuân thủ luật pháp quốc tế, thế nhưng vẫn hạn chế và tránh gây căng thẳng với quốc gia này. Đây là một diễn biến quan trọng, nhưng lại không quá bất ngờ, bởi lẽ trước quốc gia này, thì Anh cũng đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay tới Biển Đông. Có lẽ mục đích của họ cũng đều tương đồng nhau, đó là cảnh báo quốc gia Trung Quốc không được vi phạm luật pháp quốc tế, cũng như tránh gây thêm những leo thang căng thẳng trong khu vực. Có thể nói, trong vòng 10 năm qua, Thái Bình Dương nói chung và Biển Đông nói riêng đã được chứng kiến sự hiện diện với tần suất ngày một lớn của lực lượng hải quân nhiều nước. Điều này đã cho thấy tầm quan trọng của khu vực này đối với thế giới. Cụ thể, cường quốc Hoa Kỳ liên tục thực hiện các chuyến tuần tra tự do hàng hải trên vùng Biển Đông. Trong khi đó, Canada, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia đều đã điều tàu chiến đến để diễn tập trên Thái Bình Dương. Đức cũng không ngoại lệ, quyết định điều tàu chiến qua Biển Đông lần này rất có thể nhằm ủng hộ, duy trì thông lệ và luật pháp quốc tế, bao gồm quyền tự do hàng hải trên những vùng biển quan trọng với nền thương mại quốc tế. Bên cạnh đó, động thái này cũng nhằm mục đích phản đối các yêu sách phi lý về chủ quyền và những hoạt động đi ngược lại với trật tự dựa trên luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt khác với Mỹ, chiến hạm của Đức được giới chức thông báo sẽ chỉ di chuyển trên những tuyến hàng hải thương mại thông thường và không đi qua eo biển Đài Loan, đồng thời cũng không đi vào khu vực trong phạm vi 12 hải lý quanh các thực vật thể ở Biển Đông. Quốc gia này nhấn mạnh, nhiệm vụ của chiến hạm Bayern sẽ không nhắm trực tiếp đến bất kỳ một quốc gia nào. Đức còn đề xuất cho chiến hạm này được cập một cảng ở Trung Quốc nhằm duy trì đối thoại. Thế nhưng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân ngay sau đó đã thông tin lại sẽ không cho tàu Bayern cập cảng Thượng Hải nếu như Đức không làm rõ các thông tin chi tiết về hải cuộc chiến hạm này tại Biển Đông. Với những quốc gia lớn người Đức, mọi hành động mà họ làm, mỗi nước cờ đều có ý nghĩa riêng, chẳng hạn như việc không tiết lộ cụ thể về hải trình này. Rất có thể, nó sẽ mang lại lợi ích không nhỏ cho nỗ lực phát tín hiệu của Đức gửi tới Trung Quốc. Họ thể hiện về quan điểm bác bỏ yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh, nhưng lại khó để dẫn tới những cuộc đối đầu gây căng thẳng trong khu vực. Hiện tại, chỉ có duy nhất Hải quân Mỹ là có những chuyến áp sát phạm vi 12 hải lý tại Biển Đông, quanh các thực thể đã bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Các quốc gia đồng minh của Mỹ thường chỉ triển khai lực lượng ở khoảng cách tương đối xa với những khu vực này. Chiến hạm Bayern thuộc lớp Brandenburg của Hải quân Đức chính thức vào biên chế vào tháng 6 năm 1996. Các chiến hạm lớp Brandenburg có chức năng chính là chống ngầm, nhưng cũng có khả năng tham gia vào các nhiệm vụ phòng không, chỉ đạo chiến thuật cho đội tàu mặt nước và tác chiến đối hải. Con tàu này đã có lịch sử hoạt động hơn 20 năm. Nó đã không còn là chiến hạm mới và uy lực nhất trong hệ thống tàu mặt nước của Hải quân nước này. Khả năng răn đe cũng được đánh giá là giới hạn nếu so sánh với các chuyến đi tuần tra tự do hàng hải của các tàu khu trục lớp Alibe và các tàu tuần dương hiện đại bậc nhất trong biên chế của lực lượng Hải quân Mỹ, hay những cuộc tập trận của tàu ngầm và tàu sân bay trực thăng Nhật Bản trên Biển Đông. Thì thực tế chiến hạm Bayern thuộc lớp Brandenburg đi qua Biển Đông lần này không là gì cả. Những điều này sẽ giúp hạn chế cơ hội để Trung Quốc đưa ra những phản ứng quyết liệt và giảm nguy cơ xảy ra các cuộc đụng độ. Đức đã rất cẩn trọng, họ cho Trung Quốc thấy rằng
những hành động của mình không nằm trong nỗ lực kiềm chế Trung Quốc do Mỹ dẫn đầu. Quan hệ chặt chẽ về mặt kinh tế và công nghệ với Bắc Kinh là những yếu tố chủ chốt hiện đang được Berlin nhắm tới. Hơn nữa, việc không có căn cứ nào ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cũng là một lý do quan trọng cản trở khả năng duy trì nhiệm vụ hiện diện của quốc gia này về lâu về dài. Một câu hỏi được cộng đồng mạng vô cùng quan tâm đó là liệu có không cuộc trao đổi vũ khí giữa Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam. Thực chất, theo quan điểm của tên kênh, việc trao đổi vũ khí là điều hoàn toàn có thể xảy ra, bởi lẽ trong thời điểm hiện tại, Trung Quốc vẫn đang có những động thái vô cùng bành trướng trên Biển Đông, ngang nhiên sử dụng những chiêu bài để đạt được mục đích chiếm trọn vùng biển này, đạt được yêu sách chủ quyền phi lý của mình. Thế nhưng, vì đây là một vùng biển được đánh giá là rất quan trọng, là con đường hàng hải chiến lược, góp phần không nhỏ quyết định trật tự quốc tế trong tương lai. Bởi thế, các quốc gia lớn không hề mong muốn Trung Quốc sẽ độc chiếm nó, Đức cũng là một trong số các quốc gia đó. Trong khi đó, đối với các nước đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại Biển Đông từ nhiều năm nay, riêng chỉ có Việt Nam là có lập trường rõ ràng và nhất quán. Chúng ta vẫn luôn giữ vững lập trường đối đầu với Trung Quốc trong mọi mặt, khác với nhiều quốc gia khác trong ASEAN. Đó cũng là một trong những lý do khiến cho một người dùng mạng Ấn Độ đã từng công khai lập luận, phân tích và kết luận rằng Việt Nam là khắc tinh của Trung Quốc trên Biển Đông. Mặt khác, Việt Nam hiện còn đang nắm giữ cương vị chủ tịch ASEAN, là quốc gia thuyền trưởng, có nhiệm vụ dẫn dắt tích cực trong việc xây dựng và định hình các luật chơi của ASEAN và khu vực. Với vị trí của Việt Nam hiện tại, hoàn toàn phù hợp để Đức có thể đặt niềm tin, hỗ trợ cho công cuộc chơi chống lại sự bành trướng của Trung Quốc, quốc gia đầy mưu mô và toan tính, và hỗ trợ về mặt vũ khí, thiết bị quân sự cũng là một nước đi khá hợp lý, nhằm giúp cho Việt Nam tăng cường tiềm lực quốc phòng. Khi ấy chắc chắn Trung Quốc sẽ phải dè chừng hơn trước những nước đi của mình, hạn chế hơn những hành động vô lý, ngang ngược, giảm sự thị uy với các nước nhỏ hơn, đặc biệt là Việt Nam. Thế nhưng, trong động thái chúng mình có phân tích bên trên, Đức dường như lại không muốn trực tiếp ra mặt đối đầu với Trung Quốc. Họ vẫn cần Trung Quốc trong mối quan hệ về kinh tế và công nghệ. Vậy nên, nếu như hoạt động trao đổi vũ khí diễn ra, cũng sẽ chỉ là trong âm thầm. Có hai yếu tố để quốc gia này có thể đánh lạc hướng Trung Quốc, tạo nên một màn kịch để giấu đi những mục đích chính của mình trong chuyến đi lần này. Thứ nhất, phải khẳng định rằng, từ sau Thế chiến thứ hai, quân đội Đức rất kín tiếng trong những thông tin về vũ khí, thiết bị quân sự, cũng như lực lượng binh sĩ của mình. Xu hướng chủ đạo của chính sách quân sự nước này là tránh tham gia hoặc tham gia ở mức tối thiểu những chiến dịch quân sự, cụ thể là của NATO. Như vậy, rõ ràng có thể thấy, đây là một hướng đi đã được quốc gia này định sẵn, giấu mình chờ thời thứ hai. Lần này trong chuyến đi tới Biển Đông với mục tiêu được nhấn mạnh là tăng cường sự hiện diện của lực lượng hải quân trong khu vực, bao gồm tăng cường sự hợp tác quốc tế, hỗ trợ các đối tác và duy trì trật tự hàng hải dựa trên luật lệ. Thế nhưng, Hải quân Đức chỉ sử dụng chiến hạm Bayern thuộc lớp Brandenburg, không phải loại chiến hạm mới nhất, không phải loại uy lực nhất của quốc gia này. Nói trắng ra thì kém hơn nhiều so với những loại tàu mà Mỹ, cũng như Ấn Độ, và gần đây nhất là Anh đã từng đi qua khu vực Biển Đông này. Đó chính là yếu tố chúng mình muốn nói đến. Rất có thể đây là một màn kịch để đánh lạc hướng sự chú ý của Trung Quốc, để quốc gia này không quá đề phòng, từ đó sẽ dễ dàng hơn trong cuộc trao đổi ngầm vũ khí, thiết bị quân sự giữa Đức và Việt Nam. Nước đi này vừa giúp Đức mở rộng được mối quan hệ với Việt Nam, sâu xa hơn nữa là mối quan hệ với ASEAN. Đức sẽ đạt được đúng mục tiêu mà mình đã đề ra, cũng như nâng tầm được sự ảnh hưởng trong khu vực này. Một bên là Đức, đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu, bên còn lại là Việt Nam đang giữ cương vị Chủ tịch ASEAN. Nói ra như vậy để thấy được rằng, đây quả thực sẽ là một nước đi vô cùng hợp lý. Nó sẽ là một tin rất đáng mừng cho quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng hải quân nói riêng. Có thể sẽ là một bước tiến không nhỏ cho những trang thiết bị, vũ khí quốc phòng, phục vụ cho quá trình tác chiến. Quý vị và các bạn thân mến, mới chỉ đầu tháng thôi, thế nhưng Việt Nam chúng ta đã đón nhận được rất nhiều tin vui rồi phải không hát? Vậy là ngày càng có nhiều hơn, các quốc gia muốn hỗ trợ Việt Nam để đối phó với các hoạt động được cho là ngang ngược của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây sẽ là những bước đệm vô cùng quan trọng trong nỗ lực khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Dự báo mới nhất từ Đài quan sát khí tượng Quảng Đông chỉ ra rằng, dự kiến từ ngày 30 tháng 8 đến ngày thứ Hai tới, do ảnh hưởng của bão trên Biển Đông, các khu vực ven biển phía Tây Quảng Đông sẽ có mưa to cục bộ hoặc mưa rất to. Đồng thời cũng có dông bão, mưa lớn cục bộ hoặc mưa lớn ở Nam Trung tâm Đồng bằng Châu Thổ Sông Châu Giang của Quảng Đông và bờ biển phía Đông Quảng Đông.
Điều đáng chú ý là hiện nay, ngoài bão Phôi 92W ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Trung Quốc, ở Tây Thái Bình Dương còn có hai cơn bão đang phát triển. Một là cơn bão số 6 quen thuộc Kanu, còn lại là quần đảo Ryukyu. Phôi thai cơn bão 93W trên vùng biển phía Đông Nam tạo thành thế ba cơn bão cùng hoạt động. Bão Embryo 92W ở vịnh Bắc Bộ, Biển Đông có khả năng tiếp tục hút hơi nước gió mùa, tiếp tục phát triển thành áp thấp nhiệt đới. Vùng ven biển Quảng Đông liên tục có mưa lớn, khi đó bờ biển phía Nam Quảng Tây, phía Tây Quảng Đông và các nơi khác sẽ có mưa to đến rất to và mưa lớn cục bộ. Lượng mưa ở một số nơi thậm chí có thể đạt đến mức mưa cực lớn. Đường di chuyển của cơn bão số 6 Kanu hiện nay do áp cao cận nhiệt đới ở sườn Bắc của nó suy yếu dần, nên cơn bão khổng lồ này sẽ ép đứt dạnh áp cao cận nhiệt đới, sau đó từ từ áp sát vùng ven biển phía Nam Chiết Giang. Bão số 6 Kanu sẽ không thể di chuyển về phía trước và bắt đầu di chuyển về phía Bắc. Một số siêu máy tính dự báo cho rằng bão số 6 Kanu đang hướng vào bờ biển phía Nam Hàn Quốc và thêm dữ liệu dự báo là cơn bão số 6 Kanu đã đi lên phía Bắc Nhật Bản và đổ bộ vào bờ biển Nhật Bản cùng với cơn bão Embryo 93W trên bờ biển phía đông của quần đảo Ryukyu. Bão Embryo 93W ở vùng biển phía đông nam và phía đông quần đảo Ryukyu được cho là đang dần biến thành một xoáy thuận ngoại nhiệt đới và nó sẽ va chạm với cơn bão số 6 Kanu Fujiwara. Người ta cũng cho rằng sau khi cơn bão số 6 Kanu đang hướng về phía bắc, do lượng nhiệt và hơi nước dồi dào trong nước biển ở phía nam Nhật Bản, phôi bão 93W sẽ mạnh lên thành cơn bão số 7 tấn công Nhật Bản trong năm nay. Vì vậy, xét từ góc độ này, hiện nay chỉ có hai cơn bão đáng để chúng ta quan tâm. Một là cơn bão số 6 Kanu đang tiến vào biển Hoa Đông, kéo theo một lượng hơi nước lớn tràn vào miền Trung và miền Đông Trung Quốc và đã có những trận mưa lớn liên tục. Cái còn lại là cơn bão 93W ở Biển Đông, khi phôi bão tiếp tục di chuyển hơi nước sẽ tiếp tục tràn đến đất liền phía Nam Trung Quốc, đồng thời mang theo mưa dày đặc đến mưa to đến Quảng Tây, Biển Đông, Quảng Đông và những nơi khác. Do đó, Đài quan sát khí tượng Quảng Đông dự đoán rằng trong khi cơn bão 93W ở Biển Đông đang di chuyển về phía Bắc, dự kiến vào ngày 30 tháng 8 sẽ có mưa lớn ở phía Tây Quảng Đông, đồng thời có dông và mưa lớn cục bộ dọc theo bờ biển phía Nam. Vào ngày 31 tháng 8 có mưa to đến rất to và mưa to cục bộ ở phía Tây Quảng Đông và Trung và Nam Đồng bằng Châu Giang, đồng thời có dông và mưa lớn cục bộ dọc bờ biển. Từ ngày Chủ nhật đến thứ Hai tới, do ảnh hưởng của hoàn lưu lưu thông khí lưu Tây Nam do bão số 93W còn sót lại ở Biển Đông, mưa ở Quảng Đông tiếp tục mở rộng, có nơi mưa vừa đến mưa to và mưa to cục bộ ở phía Tây và phía Nam Quảng Đông, của các thành phố và quận bị chi phối bởi dông bão và mưa lớn cục bộ. Đài khí tượng Thủy văn Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo vàng về thời tiết đối lưu dữ dội vào lúc 6 giờ sáng ngày 29 tháng 8. Người ta ước tính rằng từ 8 giờ sáng ngày 29 tháng 8 đến 8 giờ sáng ngày 30 tháng 8, khu vực Hà Đào của Nội Mông và một phần phía đông bắc, nam sông Hắc Long Giang, trung tâm và phía tây Cát Lâm, phía đông Thanh Hải, phía bắc Thiểm Tây, phía bắc Sơn Tây, phía bắc Hà Bắc, phía đông Chiết Giang và phía bắc đảo Đài Loan sẽ có mưa dông cấp 8, cấp 10, gió giật mạnh hoặc mưa đá, gió giật cục bộ có thể đạt cấp 11, cấp 12 và lốc xoáy có thể xảy ra. Khu vực Hà Đào và đông bắc Nội Mông, trung và nam Hắc Long Giang, trung và tây Cát Lâm và đông bắc, đông Thanh Hải, bắc Thiểm Tây, bắc Sơn Tây, bắc Hà Bắc, đông Bắc Kinh, tây và nam trung tâm lưu vực Tứ Xuyên, tây Trùng Khánh, trung và tây Quý Châu, Vân Nam, Quảng Tây sẽ có mưa lớn ngắn hạn ở các khu vực phía đông nam, bờ biển tây nam Quảng Đông, phía tây và phía bắc đảo Hải Nam và đảo Đài Loan. Lượng mưa mỗi giờ là 40 đến 70 mm, khu vực địa phương có thể đạt hơn 80 mm. Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Bắc đưa ra dự báo thời tiết lúc 5 giờ sáng ngày 29 tháng 8. Từ ngày 29 tháng 8 đến đêm ngày 30 tháng 8, các khu vực miền núi phía Tây Trương Gia Khẩu, Thừa Đức, Bắc Đường Sơn, Bắc Tân Hoàng Đảo, Tây Bắc Bảo Định, Thạch Gia Trang và Hình Đài có nhiều mây, có mưa rào hoặc dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông cục bộ, thời tiết đối lưu như mưa lớn và gió mạnh trong thời gian ngắn và các khu vực khác sẽ có mây mù. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C ở phía Bắc Trương Gia Khẩu, phía Đông Thừa Đức và phía Nam Đường Sơn, các khu vực khác 33-36 độ C. Nhiệt độ thấp nhất là 18-23 độ C ở phía Bắc Trương Gia Khẩu, phía Bắc Thừa Đức và phía Tây Bắc Bảo Định, các khu vực khác là 24-28 độ C. Từ ngày đến đêm mai, hầu hết các khu vực của tỉnh sẽ nhiều mây, có dông hoặc mưa rào, trong đó phía Nam Bảo Định, khu mới Hồng An, Lang Phường, Thạch Gia Trang, Thường Châu, phía Bắc Hành Thủy và một phần phía Tây Hình Đài sẽ có mưa vừa đến mưa to, một số nơi sẽ có mưa lớn. Đến đêm ngày thứ Bảy, hầu hết các khu vực trong tỉnh nhiều mây, có nơi có dông hoặc mưa rào, có nơi mưa vừa đến mưa to, các khu vực khác nhiều mây.
ngày 29 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 36 độ C ở hầu hết các khu vực thuộc Trung Bộ và Nam Bộ. Trời có độ ẩm cao, trời oi bức. Sáng ngày 29 tháng 8, do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, một cây cầu trên đường cao tốc Hamumu ở Hắc Long Giang đã bị sập. Một số phương tiện khi đang lái xe đã rơi thẳng vào cầu và rơi xuống nước. Theo cảnh sát giao thông đường cao tốc Hắc Long Giang, vào khoảng 8 giờ 50 phút sáng ngày 29 tháng 8, cây cầu gần đoạn Đồng Tử Câu dài 254 km của đường cao tốc Hamumu bị sập một phần, khiến giao thông đường bộ bị gián đoạn. Sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát giao thông và bộ phận quản lý đường bộ đã đến hiện trường để giải quyết. Và đoạn Yabuli Hoành Đảo Hà Tử của đường cao tốc Cáp Nhĩ Tân Mu đã bị đóng cửa không cho xe cộ lưu thông theo cả hai hướng. Đường cao tốc Harbin Mu được hiểu là đường cao tốc nối thành phố Cáp Nhĩ Tân và thành phố Mậu Đơn Giang thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Theo Cục Quản lý Giao thông đường cao tốc thuộc Công an tỉnh Hắc Long Giang, do sự cố sập cầu nên vào lúc 13 giờ 10 phút ngày 29 tháng 8, toàn bộ đường cao tốc Cáp Nhĩ Tân Mu đã bị đóng cửa. Theo báo cáo các phương tiện truyền thông, tài xế của chiếc xe màu trắng rơi xuống nước đã được giải cứu bởi phi hành đoàn tại hiện trường. Thông tin liên quan về một chiếc ô tô màu đen khác trong nước đã được cảnh sát giao thông tốc độ cao xác minh và không có thương vong. Thị trấn Mã Đầu nằm ở phía đông bắc của thành phố Trắc Châu, tỉnh Hà Bắc. Sông Liêu Ly và sông Yuma uốn khúc trong lãnh thổ. Đợt mưa lớn liên tục này đã khiến thị trấn Mã Đầu bị tích nước nghiêm trọng. Các làng và cộng đồng dân cư đã bị bao vây bởi lũ lụt và không có nguồn cung cấp điện hoặc nước. Những ngày qua, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm cứu nạn và chuyển những người bị mắc kẹt ra ngoài. Các phóng viên CCTV từ nhà ga chính đã theo chân nhân viên cứu hộ của Sở Khẩn cấp Hà Bắc đã đi sâu vào thị trấn Cảng để tìm kiếm và giải cứu người dân địa phương, đồng thời trực tiếp đánh vào hiện trạng của thị trấn Cảng Trắc Châu đang bị lũ bao vây. Xe ngập trên trục đường chính của phố Cảng do nước ngập sâu, hai bên trục đường chính ở thị trấn quay nước ngập rất sâu, những chiếc ô tô hầu như không bị hở mui và nhiều chiếc bị dòng nước cuốn vào nhau sau khi nổi trong thời gian dài. Lan can của tuyến đường chính gần như bị chìm hoàn toàn trong nước. Người dân trong làng chợ đã di rời trước an toàn. Hiện phần lớn nhà cửa chìm trong nước. Tất cả các loại lực lượng cứu hộ được tập hợp và các phương pháp và công cụ khác nhau được sử dụng để chuyển tiếp những người bị mắc kẹt. Hiện tại, một số người dân ở thị trấn Bến Tàu vẫn đang tránh nguy hiểm trên cao và nói với lực lượng cứu hộ rằng họ sẽ không di chuyển trong thời điểm hiện tại. Trong trường hợp cộng đồng nhà cao tầng không có tín hiệu, lực lượng cứu hộ đã giương cờ và huýt sáo để nhắc nhở những người bị mắc kẹt trong tòa nhà. Nếu cần cứu hộ, hãy phát tín hiệu tại lối vào làng của thị trấn Đốc. Nhiều lực lượng cứu hộ đang di chuyển người dân. Với sự giúp đỡ của lực lượng cứu hộ, một gia đình đang lần lượt được chuyển đi. Những người bị mắc kẹt đầu tiên được chuyển lên thuyền tìm kiếm cứu nạn. Khi thuyền tìm kiếm cứu nạn đến vùng nước nông không thể tiến hành di chuyển tiếp sẽ được chuyển lên xe nâng lớn. Cuối cùng, được xe nâng chuyển đến nơi an toàn. Lực lượng cứu hộ ưu tiên giải cứu trẻ sơ sinh, người mắc kẹt chủ động nhường chỗ cho các cháu. Trong vài ngày qua, do ảnh hưởng chung của không khí lạnh và ấm và cơn bão số 5, Bắc Kinh, Hà Bắc và những nơi khác đã gặp phải thiên tai lũ lụt hiếm gặp trong lịch sử. Lượng mưa trong một ngày đã vượt quá lượng mưa cả năm. Ở Môn Đầu Câu ở Bắc Kinh và Trắc Châu ở Hà Bắc là đặc biệt nghiêm trọng. Và thành phố Trắc Châu đã trở thành một đại dương bao la, bị cắt điện nước, nhiều cư dân bị mắc kẹt. Thiên tai ở Trắc Châu đã ảnh hưởng đến trái tim của người dân cả nước. Vậy tại sao Trắc Châu lại bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa mưa lũ Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc? Hôm nay, chúng ta hãy xem bản đồ vệ tinh và chúng ta biết tại sao Trắc Châu bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Từ bản đồ vệ tinh, chúng ta có thể thấy Trắc Châu là một vùng đồng bằng so với các vùng núi như Môn Đầu Câu ở Bắc Kinh. Chúng ta sẽ thấy rằng trong cơn mưa bão này, Môn Đầu Câu ở Bắc Kinh là nơi đầu tiên phải hứng chịu nhiều thiệt hại nhất. Đó là bởi vì Môn Đầu Câu là một khu vực miền núi với địa hình dốc. Xét về địa hình, Trắc Châu nằm dưới chân dãy núi Thái Hoàng, địa hình rất bằng phẳng. Khi một lượng lớn hơi nước do cơn bão số 5 mang theo đi qua Trắc Châu đã bị dãy núi Thái Hoàng chặn lại, cộng với ảnh hưởng của không khí lạnh, nên nơi đây rất dễ xảy ra mưa bão cực ngắn trong thời gian ngắn. Mưa bão cực đoan có thể xảy ra trên khắp đất nước, nhưng Trắc Châu có địa hình đặc biệt và lũ lụt phải hứng chịu thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Tất cả các loại nước mưa ở dãy núi Thái Hoàng đều từ trên núi chảy xuống và tất cả đều đến từ Trắc Châu. Bởi vì thành phố Trắc Châu có quá nhiều sông và có sông Vĩnh Định, sông Bạch Câu, sông Tiểu Thanh, sông Lưu Ly, sông Bắc Kinh, sông Hồ Lương, v.v. Thuộc thẩm quyền của thành phố Trắc Châu, nước mưa rơi xuống cuối cùng chảy về Trắc Châu.
Trác Châu đã trở thành một đầu nguồn bởi vì Trác Châu không phải là vùng núi non như môn đầu câu ở Bắc Kinh. Trác Châu là vùng đồng bằng, sau khi lũ đến Trác Châu, việc thoát nước sẽ không nhanh như vậy. Hơn nữa, mưa sẽ không tạnh, thoát nước sẽ chậm, nên dễ có lũ lụt dài ngày. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy rằng những nơi xảy ra lũ lụt nghiêm trọng là đồng bằng hoặc lưu vực ở miền núi. Cũng như vùng ven biển, mặc dù lượng mưa hàng năm ở vùng ven biển nhiều hơn vùng đất liền, nhưng ngoại trừ tác động của bão lớn hơn ở vùng ven biển thì tai biến lũ lụt xảy ra tương đối ít. Do lũ lụt ở vùng ven biển đi nhanh hơn và thải trực tiếp ra biển, Bắc Kinh hứng chịu trận mưa bão lớn nhất trong 60 năm qua. Các khu vực lân cận bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lũ lụt gây ra thương vong nặng nề. Một số địa danh chính ở Bắc Kinh bao gồm Tử Cấm Thành, nơi đã không bị ngập lụt trong hơn 600 năm. Tử Cấm Thành, quảng trường Thiên An Môn và sân bay Đại Hưng mới xây đều bị ngập lụt và những người bên ngoài nói rằng đây là một dấu hiệu đáng lo ngại. Theo dự báo thời tiết, cơn mưa xối xả sau đó sẽ chuyển hướng về phía Đông Bắc. Một cơn bão vừa phải Kanu khác sẽ theo sát phía sau và cường độ của nó vẫn đang tăng lên. Hoàn lưu bão số 5 di chuyển lên phía Bắc, bão Kanu vận chuyển hơi nước từ biển khơi, Bắc Kinh và Hà Bắc bắt đầu mưa lớn từ ngày thứ Bảy tuần trước. Bắc Kinh hứng chịu đợt mưa bão mạnh nhất trong 60 năm qua. Nhiều trạm thời tiết không thể hoạt động, thiết bị liên lạc điện bị lỗi, mất liên lạc và bị hư hỏng. Mưa vẫn chưa ngớt cho đến ngày 28 tháng 8, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa kỷ lục, thảm họa nghiêm trọng nối tiếp nhau, điện, nước và liên lạc bị cắt ở nhiều khu vực, thương vong có thể gặp khó khăn. Nhiều người đã đăng tải những bức ảnh gây sốc, ngoại trừ việc nhiều con đường biến thành sông chảy xiết, một lượng lớn ô tô và người bị lũ nuốt chửng và cuốn trôi. Ngoài ra, Tử Cấm Thành, kinh đô được cho là chưa bao giờ bị ngập trong 600 năm. Quảng trường Thiên An Môn, thậm chí cả sân bay Đại Hưng Bắc Kinh đều khó thoát khỏi lũ lụt. Cư dân mạng đã viết trên tweet rằng, các phương tiện truyền thông chính thống vừa ca ngợi hệ thống thoát nước của Tử Cấm Thành là hàng đầu thế giới, không tích nước trong 600 năm. Và sau đó, cư dân mạng đã chế giễu và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người ra quyết định và các chuyên gia của Tử Cấm Thành vì đã biến đổi hệ thống thoát nước của Tử Cấm Thành, khiến nước trong Tử Cấm Thành lần đầu tiên bị ngập lụt, biến Tử Cấm Thành thành một vườn thượng uyển. Và sự hợp nhất giữa nước và bầu trời đã xuất hiện một lần trong 600 năm. Quang cảnh Tử Cấm Thành lúc này đã được một số nhà bình luận cho rằng đây là điểm gờ, báo trước sự khủng hoảng của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo nhận xét, từ khi Tử Cấm Thành được xây dựng, nó chưa bao giờ bị ngập lụt. Hệ thống thoát nước bên trong rất khoa học và chính xác, được thiết kế dựa trên điều kiện của các lưu vực sông trên toàn khu vực Hoa Bắc. Mặt đất phía Bắc Tử Cấm Thành cao hơn phía Nam 2m, sông Kim Thủy trong và ngoài Tử Cấm Thành dẫn đến Trung Nam Hải, nước chảy vào các hệ thống thoát nước khác nhau, ở nông thôn rồi chảy ra biển, sau đó Tử Cấm Thành bị ngập, đồng nghĩa với việc phía Trung Nam Hải bị phong tỏa, cùng đồng nghĩa với việc thành Bắc Kinh và Trung Nam Hải sẽ bị ngập nhiều hơn. Việc biển Trung Nam bị phong tỏa và ngập lụt chắc chắn không phải là một dấu hiệu tốt cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này đã khiến mọi người nhớ đến năm ngoái khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức kỳ họp thứ hai. Vào ngày hôm đó, trời có gió lớn và cổng phụ của sảnh hòa hợp tối cao trong Tử Cấm Thành đã bị gió thổi sập hoàn toàn. Các chuyên gia phong thủy cũng cho rằng nó tượng trưng cho sự sụp đổ của một triều đại. Một video khác cho thấy mưa lớn làm ngập toàn bộ quảng trường Thiên An Môn. Không chỉ vậy, sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh được mệnh danh là cửa ngõ của quốc gia mới cũng trở thành một sân bay nước độc đáo. Tuyến sân bay Đại Hưng Metro đã bị đình chỉ từ 6 giờ 20 phút sáng thứ Hai và không hoạt động trở lại cho đến 9 giờ 10 sáng thứ Ba. Sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh được xây dựng với chi phí 11 tỷ đô la Mỹ mới đi vào hoạt động năm 2019. Mưa lớn cũng gây rò rỉ nước bên trong sân bay. Quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 28 tháng 8 cho biết, tính đến sáng ngày hôm đó, 11 người đã thiệt mạng và 27 người mất tích trong đợt lũ này. Tại tỉnh Hà Bắc lân cận, 9 người thiệt mạng và 6 người mất tích. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng không tin vào số liệu chính thức và con số thực có thể cao hơn nhiều. Trước đây, các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng bác bỏ những tin đồn cho rằng không có lũ lụt ở Bắc Kinh. Một bà lão ở Bắc Kinh cho biết, tôi đã sống lâu như vậy và đây là lần đầu tiên tôi thấy một trận lụt khủng khiếp như vậy. Theo báo cáo của địa phương, ngày 28 tháng 8, sông Vĩnh Định ở môn đầu câu Bắc Kinh đã bị ngập lụt và các con sông trong thành phố cũng bị ngập lụt. Sau lũ, khắp nơi đổ nát, cầu bị cuốn trôi. Những phương tiện bị lũ phá hủy nằm la liệt trên cầu. Bên ngoài, xe phủ đầy cành cây, đồ lặt vặt, rác thải, không thể nhận dạng. Khách sạn Citan, khách sạn đắt nhất ở Bắc Kinh ở môn đầu câu, đã bị mưa lớn cuốn trôi. Tiền sảnh bị bùn và nước lấp đầy, toàn bộ cảnh quan biến thành một đống đổ nát. Các chủ đề liên quan đến khách sạn Citan ở Bắc Kinh bị mưa lớn cuốn trôi càng trở nên phổ biến hơn. Một cư dân mạng đăng tải video
nhiều người ở môn đầu cầu bị mắc kẹt trên nóc tòa nhà. Một người phụ nữ kêu cứu và nói, đã ngập như thế này rồi, đường sạt lở không thoát ra được, tôi phải làm sao đây? Dòng tweet nói rằng, xả lũ rõ ràng là thảm họa nhân tạo. Khu vực bình luận có rất nhiều đồng cảm với mưa bão và thiên tai, nhưng không nghi ngờ gì về việc xả lũ. Sau khi tin tức về cái chết lan truyền trên Internet, sự chú ý của Weibo cũng tăng lên. Một số cư dân mạng cho biết, thật không thể tin được trời mưa sẽ giết chết tôi. Chính quyền Bắc Kinh hãy chú ý đến việc xây dựng ngoại thành. Không thể tin đây là Bắc Kinh năm nay. Lần này còn tệ hơn so với trận lụt ở Hà Nam 2 năm trước và có nhiều hơi nước hơn. Tuy nhiên, để giữ Bắc Kinh, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mở các cửa xả lũ vào ngày Chủ nhật và thứ Hai vừa qua để ngăn đê vỡ, tỉnh Hà Bắc lân cận trở thành khu vực xả lũ, dẫn đến thành phố Trác Châu, Bảo Định, tỉnh Hà Bắc chỉ còn cách trung tâm Bắc Kinh 70 km. Thiên tai rất nghiêm trọng, toàn bộ thành phố Trác Châu với dân số hơn 650.000 người bị ngập lụt. Cư dân mạng cho rằng do chính quyền không thông báo sơ tán trước nên rất đông người dân bị lũ bao vây, chờ giải cứu. Hiện tại, nhiều cư dân mạng và mọi tầng lớp xã hội đang chờ xem liệu cấp cao nhất của đất nước có đến khu vực thiên tai gần nhất để kiểm tra hay không. Theo các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm nhà hát Phương Tây có trụ sở tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Vào hôm thứ Tư, đã tổ chức lễ thăng quân hàm cấp tướng của Quân ủy Trung ương tại tòa nhà Ba Di ở Bắc Kinh vào hôm Chủ nhật. Hôm thứ Hai là ngày quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào ngày quân lực Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã công khai thừa nhận lũ lụt gây thương vong nặng nề. Theo báo cáo của CCTV, ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương CPC, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương đã ban hành chỉ thị quan trọng về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, yêu cầu khôi phục trật tự sản xuất và sinh hoạt như càng sớm càng tốt để đảm bảo ổn định xã hội nói chung. Bộ Tài chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố sẽ phân bổ 110 triệu nhân dân tệ cho công tác cứu hộ ở khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc. Một video trên Internet cho thấy tình hình hiện tại ở Trác Châu. Những cư dân ở Trác Châu bị mắc kẹt trong 3 ngày cho biết họ bị lũ bao vây suốt những ngày qua, đã không có gì ăn trong 2 ngày, sữa bột cho đứa con 2 tháng tuổi của họ cũng sắp hết. Không có điện nước và điện thoại, họ đã gần như chết. Thiên tai ở Trác Châu rất nghiêm trọng và nhiều người vẫn đang trốn trong nhà chờ được giải cứu. Tuy nhiên, một số tổ chức cứu hộ phi chính phủ tuyên bố rằng chính quyền yêu cầu phải có thư mời mới được vào khu vực này. Một người dân ở làng Sao Hồ đã được đội cứu hộ yêu cầu đưa ra thư mời, nhưng chính quyền thị trấn tuyên bố rằng con dâu chính thức đã bị lũ cuốn trôi và không thể tìm thấy. Người đàn ông 29 tuổi khóc qua điện thoại, rất nhiều đội cứu hộ muốn lá thư này từ chúng tôi. Tôi lo lắng chết đi được, vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt trong làng. Đối mặt với lũ lụt, phải viết giấy mời để chạy đua với thời gian trong công tác cứu hộ khiến nhiều cư dân mạng chỉ trích là quá quan liêu. Bức thư đã nhận được rất nhiều lượt chia sẻ và quan tâm. Tờ The Paper đưa tin, mưa ở miền Bắc Trung Quốc đã yếu đi đáng kể từ ngày 28 tháng 8. Khu vực phía Đông Bắc sẽ tiếp quản, miền Trung và Đông Cát Lâm và Đông Nam Hắc Long Giang sẽ trở thành tâm điểm mưa lớn. Một số khu vực sẽ xuất hiện dông, gió giật mạnh, mưa đá và thậm chí cả lốc xoáy. Với cơn bão Kanu chưa rõ hướng di chuyển trong tương lai, thảm họa tiếp theo có thể không chỉ giới hạn ở thủ đô Bắc Kinh và các khu vực lân cận. Cái gọi là kế hoạch thiên niên kỷ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối mặt với nguy cơ bị ngập lụt dưới những trận mưa lớn kéo dài trên toàn bộ khu vực Hoa Bắc. Để bảo vệ Hùng An, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố tình đào đê trên nhiều con sông Trác Châu, Hà Bắc để xả lũ, làm ngập lụt toàn bộ thành phố Trác Châu và tất cả các làng và thị trấn xung quanh. Hiện tại, làng phường cũng sẽ bị hy sinh như một khu vực xả lũ. Những ngôi làng bị ngập lụt, bị cắt điện và nước và những tiếng kêu cứu phát ra từ các mái nhà. Theo tin tức từ trang web chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, do ảnh hưởng của hoàn lưu còn sót lại của cơn bão số 5 đang di chuyển về phía Bắc, khu vực mới Hùng An đã có mưa lớn trong nhiều ngày, khiến mực nước nhiều hệ thống sông chảy qua khu vực mới dâng cao. Tình hình chống lũ diễn ra gay gắt. Hùng An nằm ở rìa hồ Bạch Dương Điếm, với độ cao từ 7 đến 19 mét, mực nước của hồ Bạch Dương Điếm luôn ổn định ở mức 6,5 đến 7 mét. Trong 2 năm qua, mực nước cao nhất của hồ Bạch Dương Điếm đạt 7,4 mét và năm 2013, mực nước cao nhất tại Bạch Dương Điếm đạt 8,44 mét. Mực nước cảnh báo của hồ Bạch Dương Điếm là 9,0 mét. Nếu mực nước hồ Bạch Dương Điếm tiếp tục dâng cao, một vùng trũng ở quận mới Hồng An sẽ đối mặt với nguy cơ bị ngập lụt. Trên thực tế, một số cộng đồng ở Hùng An đã bị ngập lụt và trẻ em đã chèo thuyền xuống tầng dưới. Trác Châu, Hà Bắc nằm ở giữa Bắc Kinh và Hùng An, có độ cao trung bình 37 m, cách Tây An khoảng 100 km và cách trung tâm Bắc Kinh khoảng 70 km.
Để bảo tồn Hồng An và giảm bớt áp lực mực nước dâng cao của hồ Bạch Dương Điếm, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định thực hiện xả lũ quy mô lớn ở Trắc Châu, Hà Bắc. Bắt đầu từ hôm Chủ nhật, chính quyền cử người đào đê để xả lũ ở các con sông lớn chảy qua Trắc Châu như sông Duma, sông Đa Si, sông Tiểu Thanh và sông Vĩnh Định, Làng Mạc. Thị trấn bị ngập lụt, có nơi nước ngập đến từ 3-4 mét, nhà cửa chỉ còn trơ lại phần mái. Chính quyền Trắc Châu cử người đào đê xả lũ nhiều lần bí mật nửa đêm. Đoạn video cho thấy vào sáng sớm ngày 28 tháng 8, người dân đã đối đầu với cảnh sát trên bờ kè phía tây của cầu Sikun ở Trắc Châu, cố gắng ngăn cản chính quyền đào bờ bao để xả lũ. Có thông tin cho rằng nhiều dân làng đã bị cảnh sát bắt giữ và chính quyền buộc phải đào bờ bao để xả lũ và tất cả các làng lân cận đều bị ngập lụt. Dân làng đều biết rằng để bảo vệ Hồng An, chính quyền đã buộc phải đào đê để xả lũ ở Trắc Châu. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không thông báo trước cho dân làng khi đào bờ bao để xả lũ và nhiều lần họ đã bí mật xả lũ vào ban đêm. Kết quả là khi thành phố Trắc Châu bị ngập lụt, hàng chục ngàn dân làng đã bị mắc kẹt trong nước, không có nước và điện và cuộc sống của họ bị đe dọa nghiêm trọng. Đoạn video cho thấy những người dân bị mắc kẹt trên mái nhà đã nhìn thấy một chiếc thuyền chèo trên con đường ngập nước. Bi kịch Trắc Châu bị ngập lụt ở Hà Bắc khó có thể diễn tả bằng lời. Việc đào đê xả lũ rõ ràng được bố trí từ trung tâm. Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tỉnh Hà Bắc đã quyết định kích hoạt khu vực lũ lụt sông Vĩnh Định vào lúc 6 giờ sáng ngày 28 tháng 8. Khu vực ngập lụt sông Vĩnh Định là một trong 98 khu vực chứa và giữ lũ quốc gia nằm ở trung và hạ lưu sông Vĩnh Định, liên quan đến quận Quảng Dương, quận An Xi và quận Vĩnh Khánh thuộc thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc và quận Ngô Khánh và quận Bắc Thần ở Thiên Tân, khả năng chứa lũ khoảng 400 triệu mét khối nước lũ. Khi quá trình xả lũ ở lưu vực sông Hải Hà tiếp tục diễn ra, các kênh xả lũ chính như sông Vĩnh Định và sông Đại Khánh ở Thiên Tân tiếp tục hoạt động ở mực nước cao. Hiện tại, tình hình lũ lụt ở sông Vĩnh Định và sông Đại Khánh được chú ý nhiều nhất là gì? Khu vực chứa và giữ lũ đã được kích hoạt chưa? Lưu Triển Chiêu, Giám đốc Trung tâm Điều phối và Điều hành Kỹ thuật nước Thiên Tân, giải thích tình hình kiểm soát lũ lụt hiện nay. Khu vực sông Vĩnh Định, tỉnh Hà Bắc đã được kích hoạt. Theo báo cáo và khảo sát thủy văn của ba nơi ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc, vào ngày 28 tháng 8, lưu lượng xả của ngã ba cầu Lỗ Câu, sông Vĩnh Định đã giảm xuống còn 170 mét khối mỗi giây. Lưu Triển Chiêu nói rằng điều này cho thấy quy mô của lũ lụt về cơ bản có thể được xác định. Điều này có lợi cho công việc điều động và nghiên cứu tiếp theo. Hiện tại, khu vực ngập lụt sông Vĩnh Định ở tỉnh Hà Bắc đã được đưa vào sử dụng. Sau khi nước lũ tràn vào khu vực ngập lụt, nó đã bị các chướng ngại vật như mương và cây cối chặn lại. Đất thấm vào, tốc độ dòng chảy đã giảm đáng kể và tình hình chung đã ổn định. Theo Lưu Triển Chiêu, mặc dù việc xả thải vẫn tiếp tục nhưng tốc độ dòng chảy tại đoạn Thiên Hà ở quận Ngô Khánh, Thiên Tân vẫn đang tăng lên, vượt quá 100 mét khối mỗi giây. Nhưng hiện tại, khu vực Thiên Tân của khu vực xả lũ sông Vĩnh Định vẫn chưa được sử dụng và lũ vẫn đang chảy trên sông. Nhưng trong tương lai, không thể loại trừ khả năng lũ lụt ở tỉnh Hà Bắc và vùng lũ sông Vĩnh Định đổ vào Thiên Tân. Theo báo cáo và khảo sát thủy văn của tỉnh Hà Bắc, vào ngày 28 tháng 8, lưu lượng xả của trung tâm tòa nhà mới ở thượng nguồn sông Đại Khánh đạt 2.500 mét khối mỗi giây và tiếp tục tăng. Lưu Triển Chiêu cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin với các vùng thượng nguồn, kịp thời nắm bắt tình hình xả lũ, tiến hành nghiên cứu, phán đoán toàn diện. Các chuyên gia lý giải tại sao Thiên Tân lại bị ngập sau nhiều năm. Hiện tại, trọng tâm công tác kiểm soát lũ lụt của Thiên Tân đã chuyển sang chống đỉnh lũ, ngăn chặn lũ lụt, đảm bảo an toàn và duy trì sự ổn định. Đối với nhiều người ở Thiên Tân, lũ lụt là một điều tương đối xa lạ và nó cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Cuối cùng, phóng viên đã phỏng vấn Lý Bảo Quốc, một kỹ sư cao cấp của Học viện Khoa học nước Thiên Tân, để giải thích tình hình lũ lụt có liên quan. Lý Bảo Quốc nói rằng, lý do chính là lượng mưa ở lưu vực sông Hải Hà lớn nhất kể từ năm 1963. Theo thống kê của Ủy ban Bảo tồn nước sông Hải Hà, tính đến 11 giờ trưa ngày thứ Hai, tổng lượng mưa trên lưu vực đã vượt quá 40 tỷ mét khối, tương đương với lượng nước chảy tràn hàng năm của lưu vực sông Hải Hà. Theo tin tức khí tượng Bắc Kinh, tính đến 7 giờ sáng ngày 28 tháng 8, hồ chứa Vương Gia Nguyên ở Trường Bình, Bắc Kinh có lượng mưa là 744,8mm. Đây là lượng mưa cao nhất trong 140 năm được ghi nhận bằng thiết bị đo lường ở Bắc Kinh. Dữ liệu từ Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Bắc cũng cho thấy lượng mưa tích lũy, lượng mưa cực đoan tại một trạm và cường độ mưa tối đa đều vượt quá các trận mưa bão cực đoan vào năm 1996 và năm 2016.
tính đến 11 giờ trưa ngày 27 tháng 8, lượng mưa trung bình trong khu vực mưa của tỉnh Hà Bắc là 154,3mm, có 1.638 trạm quan sát khí tượng ở phía đông nam Trương Gia Khẩu, Bảo Định, khu mới Hồng An và những nơi khác vượt quá 250mm. Trong số đó, đài quan sát khí tượng Tráng Triệu Trang, Lương Gia, huyện Lâm Thành, thành phố Huỳnh Đài có lượng mưa lớn nhất là 1.003,3mm. Lý do thứ hai là khả năng điều tiết và lưu trữ của đoạn sông giữa khu vực mưa và Thiên Tân là không đủ. Lấy sông Vịnh Định làm ví dụ, lượng mưa chủ yếu tập trung ở Môn Đầu Câu, Phòng Sơn và các khu vực khác. Khu vực chứa và dự lũ đầu tiên sau khi xả lũ là vùng ngập lũ của sông Vịnh Định qua tỉnh Hà Bắc và thành phố Thiên Tân. Điều này có nghĩa là sau trận mưa lớn ở thượng nguồn, nước lũ xả về cơ bản sẽ không bị chặn, sẽ trực tiếp đến khu vực ngập lụt của sông Vịnh Định. Vì vậy, chúng tôi đã thấy sự xuất hiện của lũ lụt ở Thiên Tân. Vài ngày trước, có thông tin cho rằng khu chứa và ngăn lũ Đông Điếm ở tỉnh Hà Bắc đã được đưa vào sử dụng vào sáng sớm ngày 27 tháng 8 và thời gian lũ đến Thiên Tân là khoảng 9 giờ. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi có cảm giác khoảng cách cũng không xa lắm, tại sao khoảng cách thời gian dài như vậy? Về vấn đề này, Lý Bảo Quốc giải thích, nói chung tốc độ dòng chảy của lũ trên sông là 0,5m đến 1m mỗi giây và nó có thể di chuyển tối đa hơn 80km một ngày. Khu vực xả lũ Hà Bắc đến Thiên Tân khoảng 200km, tính theo tốc độ dòng chảy nhanh nhất của lũ trên sông thì sẽ mất từ 3 đến 4 ngày. Ngoài ra còn có các khu vực chứa lũ như hồ Bạch Dương Điếm, sông Tiểu Thanh và Lan Câu Oa ở giữa có thể làm giảm tốc độ xả lũ, đồng thời tính đến công tác chuẩn bị đón lũ ở Hạ Du. Nếu tính đến điều này thì đương nhiên thời gian sẽ dài hơn. Hôm 28 tháng 8, tại bờ kè phía bắc của đoạn thị trấn Thái Đầu trên sông Đại Khánh, lực lượng cứu hộ đang khẩn trương gia cố bờ kè do ảnh hưởng của cơn bão số 5. Lượng mưa cực lớn liên tục đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở dãy núi Thái Hàng và Yên Sơn. Mực nước ở thượng nguồn sông Đại Khánh tiếp tục tăng lên, các khu vực tạm giữ để xả lũ. Thị trấn Thái Đầu, thị trấn Độ Lưu và thị trấn Vương Khẩu sẽ có 23 ngôi làng và hơn 30.000 người sẽ phải di rời. Tĩnh Hải nằm ở hạ lưu sông Cửu Hà, nơi gặp nhau của sông Nam Vận, sông Di Gia và sông Đại Khánh, đồng thời kết nối với nhiều hệ thống phụ lưu thượng nguồn. Chống đỉnh lũ, chống lũ thời gian không còn nhiều, quá trình khó khăn, nhiệm vụ gian nan là cuộc đọ sức sinh tử. Mọi người phải chấp hành hiệu lệnh và phản ứng tích cực. Những người có điều kiện lánh nạn cùng người thân, bạn bè phải được chuyển đến nơi an toàn kịp thời, giữ liên lạc với nhau. Những người được tái định cư tập trung phải tích cực phối hợp với nhau tái định cư. Nhân dân cả vùng phải một lòng, một chí, không tin đồn, không tung tin đồn thất thiệt, không ngụy tạo tin đồn, cùng nhau xây dựng vạn lý trường thành thép để chiến thắng trận lũ này. Miễn là chúng ta chia sẻ tình hình chung và cùng vượt qua cơn bão, chắc chắn chúng ta sẽ đến được điểm lũ rút và chúng ta sẽ trở về nhà sớm nhất có thể. Theo truyền thông địa phương đưa tin, khi quá trình xả lũ ở lưu vực sông Hải Hà vẫn tiếp tục, các kênh xả lũ chính như sông Đại Khánh ở Thiên Tân tiếp tục hoạt động ở mực nước cao. Theo Lưu Triển Chiêu, Giám đốc Trung tâm Điều phối và Điều hành Kỹ thuật nước Thiên Tân, theo báo cáo và khảo sát thủy văn của tỉnh Hà Bắc hôm 28 tháng 8, lưu lượng xả của trung tâm Tân Nhai Phương ở thượng nguồn sông Đại Khánh đạt 2.500 mét khối mỗi giây. Và nó vẫn đang tăng, lưu lượng lũ trong khu vực chứa và dự lũ đã tăng lên và lũ dự kiến sẽ đến Thiên Tân vào khoảng ngày thứ hai tới. Phóng viên của Southern Metropolis News từ Bắc Kinh cho biết, từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8, Nghê Nhạc Phong, Bí thư tỉnh ủy Hà Bắc kiêm Giám đốc Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh đã kiểm tra công tác phòng chống lũ lụt và cứu hộ ở Bảo Định, thành phố và quận mới Hồng An. Kể từ thứ Bảy tuần trước, do chịu ảnh hưởng của cơn bão số 5, khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc liên tục hứng chịu mưa lớn. Thành phố Bảo Định tiếp giáp với Bắc Kinh và khu mới Hồng An nên nhiệm vụ chống lũ rất gian nan và vất vả. Cần tăng cường kiểm tra hồ đập, tâm lũ, giải quyết các nguy cơ, bảo đảm an toàn khu vực xung quanh. Cần tăng cường liên lạc với Bộ Quốc phòng, kích hoạt các khu vực chứa lũ theo yêu cầu, giảm áp lực cho việc kiểm soát lũ của Bắc Kinh, kiên quyết đóng vai trò là hào nước cho thủ đô. Thưa quý vị, những ngày mưa lớn khiến sông Bạch Câu trở thành biển nước, hơn 500 cán bộ chiến sĩ bộ đội, dân quân dự bị, tất bật đắp đê, gia cố bờ bao, chuẩn bị cho đợt đỉnh lũ mới sắp tới. Nghe Nhạc Phong bày tỏ lời chia buồn thân ái và lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người. Nghe Nhạc Phong đã đến dự án bảo tồn nước Tân Nhai Phương ở quận mới Hồng An, kênh Bách Hồng, bờ phải sông Juma Nam, khu vực Dung Tây và những nơi khác để kiểm tra tình hình kiểm soát lũ lụt và ngập úng.
Thưa quý vị, theo dự báo thời tiết của Trung Quốc, từ hôm thứ Hai, tâm mưa lớn sẽ chuyển sang khu vực trung tâm và phía đông của Cát Lâm và đông nam Hắc Long Giang. Và một số khu vực sẽ bị ảnh hưởng vào ngày thứ Ba và sẽ có mưa xối xả hoặc mưa lớn. Cùng lúc đó, Chiết Giang bị bão Kanu tấn công, nhiều nơi ở Hắc Long Giang phát cảnh báo đỏ với mưa lớn. Bắt đầu từ 2 giờ đêm ngày 28 tháng 8, thành phố Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang đã hứng chịu một trận mưa lớn. Và lúc 11 giờ trưa ngày 28 tháng 8, Đài quan sát khí tượng Cáp Nhĩ Tân đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Lượng mưa hiện tại chủ yếu tập trung ở khu vực đô thị chính là Hồ Lan, Song Thành, A Thành, Tân Tây An, Vũ Xương, Thượng Tri và Diên Thọ. Khu vực cục bộ ở phía nam Thượng Hải có thể đạt 200-250mm. Các khu vực khác có thể đạt 40mm-100mm. Dự báo lượng mưa sẽ tiếp tục tăng cho đến ngày mai. Hiện tại, Cáp Nhĩ Tân đang bị ngập úng nghiêm trọng, có nơi ngập sâu tới nửa mét. Hôm 28 tháng 8, khu đô thị chính của thành phố Cáp Nhĩ Tân đã nước ngập thành sông. Chỗ sâu nhất của nước là dưới đầu gối, mặt nước sông Mã Gia Câu gần đến mặt cầu. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, một số con đường ở Cáp Nhĩ Tân hiện đang bị ngập trong các tình huống khác nhau, khiến việc lái xe trở nên khó khăn. Mưa lớn khiến 40 chuyến bay bị hoãn. Hiện tại, Cáp Nhĩ Tân đã đưa ra ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 3 cấp độ. Chính quyền nhắc nhở người dân hạn chế đi lại không cần thiết, đóng cửa chợ đêm và các danh lam thắng cảnh. Đồng thời, 12 địa điểm bao gồm Đạo Lý, Đạo Ngoại và Vũ Xương bị đình chỉ các lớp học, công việc và phương tiện đi lại. Ngày 22 tháng 8, Hắc Long Giang cũng đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Trạm thời tiết ở Chiêu Đông, thành phố Tuy Hóa, Hắc Long Giang có lượng mưa 91,7 mm trong vòng 3 giờ vào ngày 28 tháng 8. Dự kiến lượng mưa tích lũy sẽ lên tới hơn 100 mm. Theo dự báo thời tiết, đợt mưa này ở Đông Bắc Bộ có tính chất đối lưu thời tiết mạnh, có thể xảy ra dông, gió giật mạnh, mưa đá, thậm chí lốc xoáy ở một số khu vực. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông đất liền, vào ngày 28 tháng 8, cơn bão số 6 năm nay Kanu đã tiến vào biển Hoa Đông và đổ bộ vào Chiết Giang lúc 5 giờ sáng ngày 29 tháng 8. Tâm nằm ở biển Hoa Đông khoảng 370 km về phía đông nam thành phố Ngọc Hoàn, trên cao sức gió vùng gần tâm mạnh nhất cấp 15. Bị ảnh hưởng bởi điều này, các vùng ven biển phía bắc Chiết Giang có mưa vừa đến mưa to cục bộ và mưa lớn. Thượng Hải sẽ có mưa rào hoặc dông rải rác trong thời gian ngắn. Từ Nam Thông, Giang Tô đến Hạ Môn, Phúc Kiến, bão sẽ mạnh thêm từ 50 đến 120cm. Sẽ có sóng lớn từ 4,5 đến 5,8m ở vùng nước ven biển Chiết Giang, sóng lớn từ 3,5 đến 4,4m ở vùng nước ven biển phía bắc Phúc Kiến và Thượng Hải. Và sóng trung bình đến lớn từ 2 đến 3m ở vùng nước ven biển phía nam Giang Tô. Sóng vỗ vào bờ ở thành phố Ngọc Hoàn, tỉnh Chiết Giang cao hơn tới 10m. Còn xảy ra hiện tượng nước biển chảy ngược ở Hạ Quan, Thương Nam. Những ngày gần đây, trong kỳ triều cường thiên văn, những con sóng khổng lồ lần lượt ập đến ở khu vực biển Thạch Đường thuộc thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang với chiều cao tối đa hơn 20m. Khách du lịch hiện bị cấm đến gần bờ kè. Hiện tại, Chiết Giang đã đóng cửa 125 danh lam thắng cảnh cấp A, 172 dự án du lịch có rủi ro cao và 16 địa điểm văn hóa công cộng. Ninh Ba, Ôn Châu, Chu Thiện, Thái Châu, Kim Hoa và những nơi khác đã ban hành ứng phó khẩn cấp với bão. Tính đến 10 giờ sáng ngày 28 tháng 8, 33 tuyến phà chở khách đường thủy ở Ôn Châu đã bị đình chỉ. Theo tin tức từ Đài quan sát khí tượng đại lục vào ngày 29 tháng 8, từ 8 giờ sáng ngày 29 tháng 8 đến 8 giờ sáng ngày 30 tháng 8, khu vực Hà Đảo của Nội Mông và một phần phía Đông Bắc, Nam sông Hắc Long Giang, miền Trung và Tây Cát Lâm, Đông Thanh Hải, Bắc Thiểm Tây, Bắc Sơn Tây, Bắc Hà Bắc và một số khu vực phía Đông Chiết Giang có 8 đến 10 cơn dông, gió giật mạnh hoặc mưa đá, cục bộ gió giật cấp 11, cấp 12 có thể xảy ra lốc xoáy. Dự kiến sẽ có mưa cục bộ từ 100 đến 150mm ở Đông Bắc Nội Mông, Đông Nam Hắc Long Giang và Bắc Cát Lâm. Bộ Quản lý Khẩn cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông báo vào ngày 28 tháng 8 rằng 2 đến 3 cơn bão có thể đổ bộ vào Trung Quốc đại lục vào tháng này và nguy cơ xảy ra thiên tai lũ lụt ở nhiều nơi ở phía Bắc và phía Nam là tương đối cao. Đài quan sát khí tượng đại lục cũng dự đoán trong tháng này dự kiến sẽ xảy ra 4 quá trình nhiệt độ cao, nguy cơ xảy ra các đợt nắng nóng nhiệt độ cao ở Nam Bắc Trung Quốc, Trung và Bắc Trung Quốc, Đông Tây Nam là tương đối cao, mức độ nguy hiểm cháy rừng ở Đông Nam Tứ Xuyên, Tây Nam Trùng Khánh và Bắc Tân Cương là tương đối cao. Tờ tin tức Bắc Kinh cho biết, lúc 8 giờ sáng ngày 28 tháng 8, hồ chứa Minh Lăng đã nâng cửa xả lũ
Được biết, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn này, lượng nước từ thượng nguồn của hồ chứa Minh Lăng tiếp tục tăng lên. Hồ chứa đã chặn lũ thượng nguồn ở mức độ lớn nhất và đảm bảo an toàn cho vùng hạ lưu, gây ra mực nước hồ tiếp tục lên. Trước khi xả lũ, mực nước hồ đã vượt giới hạn lũ 3 mét. Phóng viên tờ tin tức Bắc Kinh được biết, hồ chứa Minh Lăng 65 năm tuổi cũng đã nhiều lần gặp lũ. Đợt xả lũ này cũng là đợt xả lũ đầu tiên của hồ chứa Lăng Mộ nhà Minh trong thế kỷ này. Được biết, hồ chứa Minh Lăng được xây dựng vào năm 1958 và mục đích ban đầu của việc xây dựng hồ chứa là để ngăn chặn lũ. Hồ chứa nằm trên sông Đông Sa, một nhánh của sông Wenyu trong hệ thống kênh đào phía Bắc. Từ xa xưa đã có nhiều trận lụt. Năm 1950, sông Wenyu có 2 trận lũ. Vào tháng 1 năm 1958, hồ chứa Minh Lăng chính thức được khởi công. Vào thời điểm đó, 400.000 người đã được điều động vào việc xây dựng. Hồ chứa Minh Lăng vốn dự kiến hoàn thành trong hơn 2 năm, nhưng thực tế đã hoàn thành chỉ trong 160 ngày. Có thể gọi đây là công cuộc giữ nước của Trung Quốc một kỳ tích trong lịch sử. Hồ chứa ban đầu được thiết kế là một tòa nhà 3 cấp và tiêu chuẩn kiểm soát lũ được thiết kế theo lũ 50 năm và kiểm tra lũ 200 năm. Năm 1962, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã nâng cấp công trình lên cấp 2 và tiêu chuẩn kiểm soát lũ được thiết kế theo trận lụt 1.000 năm mới có một lần và kiểm tra trận lũ 1.000 năm mới có một lần. Hiện tại, hồ chứa Minh Lăng đã là một hồ chứa cỡ trung bình ở Bắc Kinh với các lợi ích toàn diện như kiểm soát lũ lụt, tưới tiêu và du lịch. Đồng thời cũng là hồ chứa lớn nhất ở quận Sương Bình. Hồ chứa Minh Lăng không xa lạ gì với lũ lụt, ví dụ như hồ chứa nước lũ đầu tiên vào năm nó được xây dựng. Sau đó, lưu vực này đã trải qua nhiều trận lũ lụt vào các năm 1974, 1998, 2008, 2012 và 2016. Vào chiều ngày 28 tháng 8, Phùng Vĩ, Giám đốc Văn phòng Đảng của Văn phòng Quản lý Hồ chứa Minh Lăng, nói với phóng viên tin tức Bắc Kinh rằng đợt xả lũ này cũng là đợt xả lũ đầu tiên kể từ khi hồ chứa bước vào thế kỷ 21. Phóng viên được biết từ quận Sương Bình rằng trong đợt mưa lớn hiện nay ở Bắc Kinh, nhiều hồ chứa ở quận Sương Bình bao gồm hồ chứa Vương Gia Nguyên, hồ chứa Tương Đàm và hồ chứa Nam Câu đã bắt đầu xả lũ vào hôm thứ Hai. Theo báo cáo, lưu lượng xả ban đầu của hồ chứa Minh Lăng cho đợt xả lũ này là 10 mét khối trên giây, sẽ từng bước tăng lên 30 mét khối trên giây. Sông Đông Sa đã đầy, lưu lượng xả sẽ giảm xuống 10 mét khối mỗi giây sau khi dòng nước đi qua kênh dẫn dòng Kinh Mật một cách an toàn. Nó có thể tăng dần lên 30 mét khối mỗi giây, tùy theo điều kiện của địa điểm và mực nước của hồ sẽ hạ xuống dưới mực nước giới hạn lũ. Lũ lụt cuối cùng sẽ chảy vào sông Sa Hà. Phóng viên được biết, khu vực chịu ảnh hưởng chính của đợt lũ xả này là khu vực sông Đông Sa từ hồ chứa Minh Lăng đến đoạn sông Bắc Sa, bao gồm công viên rừng Bình Hà, thị trấn mới Sương Bình, vùng nước của công viên di tích Bạch Phúc Tuyền và kênh sông Đông Sa. Để đảm bảo tiến độ xả lũ này diễn ra thuận lợi, Cục Thủy lợi thành phố Bắc Kinh và quận Sương Bình đã cùng nhau thảo luận và đánh giá, tiến hành phân tích dự báo trước, đưa ra kế hoạch chuyển giao và tránh mọi rủi ro. Đồng thời hoàn thành việc đóng đường dọc theo đợt xả lũ, sơ tán dân ven sông, điều tiết giao thông trước 36 giờ và các công tác quản lý khác. Quận Sương Bình đã tiến hành điều tra rủi ro dọc theo đường xả và triển khai các biện pháp gia cố kỹ thuật cho các khu vực có nguy cơ. Tổng cộng 1.080 nhân viên phòng chống lũ lụt và sửa chữa, 130 bộ máy móc thiết bị lớn nhỏ, 59 xe cấp cứu, 350.000 bao cát, giải bao cát và các vật liệu khác. Được biết, trong thời gian xả lũ, Cục Thủy lợi Bắc Kinh sẽ tiếp tục đàm phán với quận Sương Bình, tiến hành lập kế hoạch cụ thể, tăng cường kiểm tra, canh gác, đồng thời chuẩn bị đầy đủ để xử lý các trường hợp khẩn cấp, đảm bảo tiến độ xả lũ diễn ra an toàn và suôn sẻ. Quá trình mưa ở Bắc Trung Quốc sắp kết thúc và trọng tâm của đợt mưa này đã dịch chuyển về phía Đông Bắc. Kể từ hôm thứ Ba, Đài quan sát khí tượng Hắc Long Giang đã đưa ra 15 cảnh báo mưa bão màu đỏ trong 3 ngày liên tiếp. Hiện tại, 19 con sông đã đưa ra cảnh báo lũ lụt, trong đó đoạn Thượng Hải của kè sông An đang bị đe dọa nghiêm trọng. Đợt mưa này ở Đông Bắc Trung Quốc mạnh đến mức nào? Nó sẽ dữ dội hơn cơn mưa xối xả phía Bắc Trung Quốc không? 15 cảnh báo đỏ cho đợt mưa bão này và nhiều sông vượt mức cảnh báo. Do ảnh hưởng hơi nước còn sót lại của cơn bão số 5 Dusuri, ở Đông Bắc Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn. Tính đến nay, Đài quan sát khí tượng Hắc Long Giang đã liên tiếp đưa ra 15 cảnh báo mưa bão màu đỏ. Lần gần đây nhất là vào lúc 7 giờ 50 phút ngày 28 tháng 8, Đài quan sát khí tượng tỉnh Hắc Long Giang tiếp tục phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ. Cho biết, lượng mưa tại trạm Helen Republic trong 3 giờ qua là 85,1mm và lượng mưa sẽ tiếp tục tăng lên đến 100mm. Ngoài ra, từ ngày 27 tháng 8, nhiều sông đã vượt mức cảnh báo lũ.
theo Trung tâm Tài nguyên nước và Thủy văn tỉnh Hắc Long Giang, vào lúc 23 giờ ngày 27 tháng 8, mực nước tại trạm Mậu Đơn Giang ở Mậu Đơn Giang đạt 229,01m, vượt mực nước cảnh báo 0,1m và đạt tiêu chuẩn cấp số lũ. Trận lũ ở Mậu Đơn Giang số 1 năm nay đã hình thành. Đến 23 giờ ngày 27 tháng 8, mực nước tại trạm Niệm Tử Sơn trên sông Áp Lục đạt 216,12m, cơn lũ số 1 sông Áp Lục năm nay đã hình thành. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 28 tháng 8, mực nước của đoạn Diên Thọ của sông An đạt 99,63m, đạt tiêu chuẩn đưa ra cảnh báo lũ màu đỏ. Trước đó 2 ngày, tại Cáp Nhĩ Tân, lượng mưa đã gây ra nhiều điểm ngập nước trên các con đường trong khu vực đô thị. Theo Nhật báo Cáp Nhĩ Tân, tính đến 8 giờ sáng ngày 28 tháng 8, tổng cộng 31 hồ chứa ở tỉnh Hắc Long Giang đang hoạt động ở mức cao hơn giới hạn lũ từ 0,1 đến 4,81m và 19 con sông có mực nước vượt quá cảnh báo từ 0,2 đến 2,47m. Hiện tại, đoạn thượng tri của kè sông An có nguy cơ lớn và có rủi ro lớn ở Long Phượng, Mộ Bàn Sơn và các hồ chứa khác. Từ 12 giờ trưa ngày 28 tháng 8, Sở Tài nguyên nước tỉnh Hắc Long Giang đã nâng mức khẩn cấp ứng phó với lũ lụt và phòng chống thiên tai hạn hán lên cấp độ 2. Mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở đất, sập đường cao tốc, ngập làng. Hơn 6.000 người đã được chuyển qua đêm từ thành phố Vũ Xương. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa, vào khoảng 8 giờ 50 phút ngày 27 tháng 8, một phần nền đường của cây cầu gần đoạn 253-254 km của đường cao tốc G10 Thủy Mãn, đoạn này còn được gọi là đường cao tốc Hà Mù từ Mậu Đơn Giang đến Cáp Nhĩ Tân đã bị cuốn trôi, bị lũ cuốn trôi, xảy ra hiện tượng sụt lún khiến giao thông đường bộ bị gián đoạn. Sau khi sự cố xảy ra, hai phương tiện nhỏ ngã xuống hố của phần sụt lún, hiện chưa rõ thương vong cụ thể. Vào lúc 10 giờ ngày 28 tháng 8, phóng viên được biết từ Cục Quản lý Giao thông Đường Cao Tốc thuộc Công an tỉnh Hắc Long Giang rằng các đoạn đường từ Thượng Chi đến Hải Lâm và từ Hải Lâm đến Yabuli trên đường cao tốc Hà Mù Mù sẽ tiếp tục bị đóng. Mưa xối xả nhiều ngày đã ảnh hưởng đến nhiều nơi ở thành phố Vũ Xương, tỉnh Hắc Long Giang, nơi nổi tiếng với món gạo Vũ Xương. Theo dữ liệu của Cục Khí tượng Cáp Nhĩ Tân, từ 8 giờ đến 21 giờ ngày 27 tháng 8, lượng mưa ở khu vực trung tâm và phía nam của thành phố Vũ Xương, Cáp Nhĩ Tân đã đạt 50-100mm, cá nhân từng điểm đạt 100-180mm. Theo tờ Harbin Daily News, vào chiều ngày 27 tháng 8, do hồ chứa nước Long Phượng Sơn ở thành phố Vũ Xương xả nước nhiều hơn, 25 ngôi làng và 5 thị trấn gần vùng hạ lưu của hồ chứa đã được chuyển đi. Tính đến nay, tổng số hơn 6.000 người đã được chuyển đi. Còn tại vùng Đông Bắc Bộ, mưa lớn vẫn đang tiếp tục. Đài khí tượng Thủy văn Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo màu vàng về thời tiết đối lưu gay gắt vào lúc 10 giờ ngày 28 tháng 8. Dự kiến từ 14 giờ ngày 28 tháng 8 đến 14 giờ ngày 29 tháng 8 sẽ xuất hiện mưa lớn ngắn ngày ở Hắc Long Giang, miền Trung và miền Đông Cát Lâm, miền Trung và miền Đông Liêu Ninh với lượng mưa mỗi giờ từ 40-70mm, khu vực cục bộ có thể lên tới hơn 80mm. Sẽ có dông bão cấp 8, cấp 10, gió mạnh hoặc mưa đá ở các khu vực thuộc Trung và Đông Nam Hắc Long Giang, phía Đông Cát Lâm, Trung và Đông Liêu Ninh. Kể từ tháng 7 năm nay, nhiệt độ cực cao và lượng mưa cực lớn luân phiên nhau. Liệu có phải khí hậu bất thường? Và đợt mưa lớn này ở Đông Bắc Trung Quốc khác với đợt mưa lớn ở Bắc Trung Quốc như thế nào? Nguyên nhân gây ra lượng mưa lớn ở miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc có thể được tóm tắt đại khái trong 3 điểm. Một là nhiệt độ cực cao liên quan đến sự phát triển và duy trì liên tục của áp cao lục địa và hoạt động yếu của không khí lạnh. Hai là lượng mưa lớn ở Bắc Trung Quốc có liên quan chặt chẽ với cơn bão mang theo một lượng lớn hơi nước về phía Bắc. Ba là sự nâng cao địa hình của dãy núi Thái Hàng và dãy núi Yên Sơn dẫn đến sự tập trung lượng mưa tăng lên. Ngoài ra, lượng mưa ở Đông Bắc Trung Quốc và lượng mưa lớn trước đó ở Bắc Trung Quốc đều bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu cao cận nhiệt đới. Và hơi nước được cung cấp bởi không khí ấm và ẩm xung quanh áp cao cận nhiệt đới và vị trí của vành đai mưa là tương đối ổn định. Tuy nhiên, vị trí của Đông Bắc nằm về phía Tây Bắc của áp cao cận nhiệt đới, lượng mưa chịu sự tham gia trực tiếp của không khí lạnh đối lưu nhiều và kèm theo các hiện tượng thời tiết đối lưu mạnh như dông, gió giật mạnh, mưa đá. Bão Doksuri di chuyển về phía Bắc, mang theo mưa lớn liên tục đến các khu vực miền Trung và miền Nam của tỉnh Hắc Long Giang. Kể từ sáng thứ Ba, Đài quan sát khí tượng Hắc Long Giang đã liên tiếp đưa ra 15 cảnh báo mưa bão. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, nhiều con sông, trong đó có sông Tùng Hoa, đã vượt mực nước cảnh báo và đạt tiêu chuẩn đánh số lũ. Trận lũ Mậu Đơn Giang số 1 năm nay đã hình thành. Thành phố Vũ Xương, nơi nổi tiếng với món gạo Vũ Xương, đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thành phố Vũ Xương nằm ở phía nam tỉnh Hắc Long Giang và được quản lý bởi thành phố Cáp Nhĩ Tân. Trên lãnh thổ có hai hệ thống dẫn nước chính là sông La Lin và sông As.
Vào lúc 17 giờ chiều ngày thứ Hai, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của thành phố Vũ Xương đã đưa ra phản ứng kiểm soát lũ lụt cấp 3. Theo tin tức Vũ Xương phát hành vào chiều ngày thứ Tư, văn phòng phòng chống lũ lụt và hạn hán trụ sở chính của thành phố Vũ Xương cho biết, do hồ chứa Long Phượng Sơn tăng cường xả nước vào lúc 2 giờ 30 phút đêm thứ Tư, nhân viên của 25 thôn thuộc 5 thị xã, thị trấn liên quan đến vùng hạ lưu hồ chứa đã di chuyển toàn bộ. Theo ChinaNews.com, tính đến thời điểm hiện tại, thành phố Vũ Xương đã chuyển gần 20.000 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai đi nơi khác. Mẹ tôi đã hơn 60 tuổi và đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy một trận lũ lớn như vậy. Lý Huân, người đứng đầu một hợp tác xã trồng lúa chuyên nghiệp ở thị trấn Long Phượng Sơn, nói với GMN News, ruộng lúa của chúng tôi và nhà cửa ngập hết, ngập hoàn toàn, mực nước ngập sâu hơn 3 mét. Chúng tôi đã sơ tán khẩn cấp mặc dù lực lượng cứu hộ đã chèo thuyền đến để giải cứu. Nhưng gia cầm đã chết hết, chúng tôi không thể tiết kiệm được khẩu phần ăn của 5 người. Phố Ly cũng bị ngập, các nhà kho cũng bị ngập. Theo các phương tiện truyền thông đưa tin trước đó, vào hôm thứ Tư, một nhóm dân làng ở thị trấn Long Phượng Sơn đã thông báo trong nhóm WeChat rằng do mưa lớn, hồ chứa nước Long Phượng Sơn sẽ tăng lượng xả lũ và tất cả nông dân phải hoàn thành việc chuyển đi trước 3 giờ sáng ngày hôm sau. Thị trấn Long Phượng Sơn nằm ở phía đông nam của thành phố Vũ Xương, nằm giữa vùng núi, hai bên là núi bao bọc, một bên là nước bao bọc. Tây cao, đông thấp, dài và hẹp ở phía bắc và phía nam. Thị trấn là nơi sản sinh ra loại gạo chất lượng cao, đào hoa tương số 2 và là trung tâm phân phối gạo chất lượng cao lớn nhất tỉnh Hắc Long Giang. Mạng tin tức kinh tế Trung Quốc đưa tin rằng tổng giá trị sản lượng xã hội hàng năm của thị trấn Long Phượng Sơn có thể đạt 200 triệu nhân dân tệ, trong đó giá trị sản lượng nông nghiệp chiếm khoảng 70%, tương đương 140 triệu nhân dân tệ. Liên quan đến tình hình chung về thảm họa lúa gạo ở thành phố Vũ Xương, ngày 27 tháng 8, một nhân viên của Phòng Nông nghiệp và Nông thôn thành phố Vũ Xương cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông. Hiện tại, hầu hết các cán bộ đều ở nông thôn và đang bận rộn với công tác cứu trợ thiên tai, hiện chưa nắm được tình hình, cần thống kê thêm. Thống kê từ Cục Khí tượng tỉnh Hắc Long Giang cho thấy, từ 0 giờ ngày thứ Ba đến 8 giờ ngày 28 tháng 8, 630 trạm ở Hắc Hà, TT Cáp Nhĩ, Đại Khánh, Tuy Hóa, Cáp Nhĩ Tân, Mẫu Đơn Giang và những nơi khác, lượng mưa tích lũy đã vượt quá 100mm và lượng mưa lớn nhất xảy ra ở làng Quốc Khánh, thành phố Vũ Xương là 342,8mm. Trong số các trạm của quận, lượng mưa của 27 trạm bao gồm Long Phượng Sơn, Vũ Xương, Thượng Chi, Hải Lâm, Mẫu Đơn Giang và Long Giang đã vượt quá giá trị cực trị hàng ngày trong lịch sử, theo Đài quan sát khí tượng Hắc Long Giang. Dự kiến từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8, hầu hết các khu vực tỉnh Hắc Long Giang vẫn sẽ có mưa lớn đáng kể và thời kỳ mưa chính sẽ là ngày thứ Tư. Lượng mưa tích lũy ở Nam Sông Hải Hà, Nam Nghi Xuân, Bắc Tề Tề, Cáp Nhĩ, Cát Tây và Mậu Đơn Giang có thể đạt từ 80-100mm cục bộ và 120mm ở các thị trấn riêng lẻ. Mưa kèm theo mưa lớn ngắn hạn, dông bão, gió mạnh, mưa đá nhỏ và các dạng thời tiết đối lưu mạnh khác. Cường độ mưa mỗi giờ tối đa từ 40mm đến 60mm, riêng lẻ thị trấn trên 70mm. Một số khu vực có gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8 và các khu vực địa phương có cường độ từ cấp 9 đến cấp 10. Đài quan sát khí tượng Hắc Long Giang cho biết, lượng mưa sẽ tiếp tục và rất dễ gây ra các thảm họa thứ cấp như ngập úng đô thị, ngập úng đất nông nghiệp, lũ lụt trên núi, tai biến địa chất và lũ lụt ở các sông vừa và nhỏ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến công tác cứu hộ khẩn cấp và cần thiết phải có biện pháp phòng ngừa. Thành phố Mỏ Trắc Châu đang phải đối mặt với đợt lũ lụt chưa từng có, chịu ảnh hưởng của cơn bão Doksuri. Lượng mưa ở Hà Bắc kéo dài, lượng mưa tích lũy lớn, phạm vi bao phủ rộng, cường độ mưa mạnh do ảnh hưởng của lượng mưa cực lớn và lũ thượng nguồn đổ về. Nguy cơ lũ sông và ngập úng đô thị ở thành phố Trắc Châu ngày càng gia tăng. Tình hình kiểm soát lũ rất nghiêm trọng. Ngay từ khi trời chưa mưa, nhiều người dân Trắc Châu đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm. Dưới sự kêu gọi của chính quyền, họ đã chất bao cát và gia cố các ô cửa. Nhưng tác hại của lũ lụt vượt xa dự đoán của họ. Theo thống kê, tính đến 10 giờ sáng ngày thứ Hai, 133.913 người ở Trắc Châu và 146 ngôi làng với diện tích 225,38 km² bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Nước từ sông đổ về cuồn cuộn, tràn ngập đường phố, ngập ruộng đồng, có nơi nước ngập sâu, đến cả cột đèn giao thông cũng chỉ lộ trên mặt nước như những lá cờ. Trắc Châu vẫn đang khốn khổ giữa trận lũ lụt nghiêm trọng mà tình hình cứu hộ vẫn đang hết sức gay gắt, lũ vẫn đang đến, mực nước dâng lên quá nhanh. Ngày thường, sông Bắc Khư Mã là sông mẹ của Trắc Châu, con sông này chảy xuống Trắc Châu, hợp lưu với sông Đa Si và sông Tiểu Thanh rồi quay về phía nam đến thị trấn Bạch Câu, nuôi dưỡng các làng và thị trấn lân cận. Tuy nhiên, ngày nay nhiều đoạn sông đã không thể phân biệt được, nước tràn từ sông đã chảy đến các làng và cánh đồng lân cận,
và mọi nơi nó đi qua là một vùng nước rộng lớn. Ở những ngôi làng lân cận dọc theo con phố, hầu hết các hộ gia đình đều chất bao cát đơn giản trước cửa, cổng đóng chặt. Nhưng những lực cản này quá yếu ớt, trước dòng nước chảy xiết, cơn lũ không những vượt qua bao cát hay bậc thang, tạo thành một dòng sông phẳng lặng và vô tận, chảy xuôi theo mọi hướng. Một số cư dân của các ngôi làng và thị trấn dọc đường đi đã được di chuyển, chỉ để lại những ngôi nhà trống và một số gia súc và những ngôi làng bị lũ lụt cuốn trôi. So với khu vực nông thôn, tình hình ở thành phố Trác Châu tốt hơn nhưng nó không lạc quan. Nước dường như vô tận, hết đợt này đến đợt khác, hệ thống thoát nước của thành phố đã đạt đến đỉnh điểm cực đại, nước tràn vào nhà dân, cuốn trôi ô tô, đồ đạc, xong nổi và dày nổi lên trên mặt nước. Sau khi tạnh mưa, thời tiết nóng bức khó chịu. Bác Lưu, 82 tuổi, đứng chắp tay sau lưng bên vệ đường, nhìn dòng sông vốn là một con phố, nói: "Từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy trận lũ lớn như vậy." Bác Lưu hơi điếc tai, nghe không rõ câu hỏi của phóng viên. Ông chỉ nói đi nói lại độ sâu của con sông này với phóng viên. Các lan can ở giữa đường đều bị ngập, bạn không thể xuống nước và chỗ sâu nhất là 4 mét. Chú Lưu nói rằng nước dâng lên quá nhanh, thật hãi hùng. Thấy đất khô, nước từ từ nó dâng lên, mấy phút từ mất cá đã dâng lên đến bắp chân. Mưa bắt đầu từ ngày thứ Bảy tuần trước. Trong ấn tượng của chú Lưu, Trác Châu hiếm khi có mưa bão như vậy. Và lúc 16 giờ chiều ngày thứ Bảy, Văn phòng trụ sở phòng chống thiên tai khí tượng Trác Châu đã đưa ra phản ứng khẩn cấp cấp 1 đối với các thiên tai do mưa bão lớn. Lúc này, mưa vẫn chưa ngớt, mùa hè mưa nhiều, mưa suốt đêm cũng không có gì lạ. Khi đó, dân làng, hàng xóm không ngờ cơn mưa lớn lại có thể gây ra tác hại lớn như vậy. Cũng sinh ra và lớn lên ở Trác Châu, Vương Quyên, 52 tuổi, kể lại rằng khi còn nhỏ cô cũng đã từng gặp trận lũ như vậy. Cha mẹ đã đưa các anh chị em của họ đi để tát nước ra khỏi. Lũ lúc đó đến và rút rất nhanh, tức là có thể rút trong ngày, không giống như lần này. Mưa đã tạnh hơn 2 ngày nhưng nước không thiếu chút nào. Nước chỉ tăng lên một cách yếu ớt, không ai ngờ rằng cơn mưa xối xả đầu mùa lại có thể kéo dài lâu như vậy. Từ 8 giờ sáng ngày thứ Bảy tuần trước đến 11 giờ trưa ngày thứ Hai tuần này, lượng mưa trung bình ở thành phố Trác Châu là 355,1 mm, lượng mưa lớn nhất ở làng Lương Hà là 435,7 mm, lượng mưa ở nhiều thị trấn và đường phố vượt quá 300 mm. Trong thâm tâm họ, lũ lụt là một cái gì đó rất xa vời với họ. Trác Châu mặc dù có nhiều sông ngòi và hệ thống thủy lợi, nhưng mấy năm gần đây tương đối ổn định. Vì điều này, nhiều người đã hoàn toàn không chuẩn bị cho một trận lũ lớn như vậy. Nhà chú Lưu thật may mắn nằm trên một khu đất dốc, tương đương với chiều cao của một tòa nhà 2 tầng. Thường ngày tôi luôn cảm thấy nơi này không ổn, lên xuống bậc thang thật mệt, không ngờ lại may mắn thoát khỏi trận lụt. Sau khi Vương Quyên canh gác ở nhà một ngày, cô vẫn đến khu tái định cư. Ban đầu, chị luôn muốn quay về, nhưng gần như khu dân cư, nước ngập đến thắt lưng. Nếu không có thuyền kayak, nước rút sẽ không thể về được. Cơn mưa lớn không chỉ mang nước vào thành phố mà còn gây tắc nghẽn giao thông rõ rệt, cũng như một loạt phản ứng dây chuyền. Ánh đèn của một số cửa hàng chập chờn rồi vụt tắt. Các khu vực rộng lớn của thành phố bị mất điện. Một số cư dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã vội vã đặt khách sạn ngay lập tức và những khách sạn tốt hơn một chút trong thành phố cho thấy phòng của họ đã kín chỗ. Không có khách sạn nào không kín phòng. Điện thoại kêu không có nước, không có điện. Khi tạnh mưa, điện được cấp lần lượt hoặc ngắt quãng, nhưng nước vẫn chưa được sửa chữa. Để người dân có nước dùng, chính quyền cung cấp một số xe chở nước để người dân lấy nước. Bên ngoài nhà vệ sinh của Bệnh viện Nhân dân trong khu đô thị, hàng dài người xếp hàng chờ lấy nước. Xô chai lớn, túi nhựa dày hơn, về cơ bản mọi thứ có thể chứa nước đều được sử dụng. Giờ tan ca, hàng dài cả 100 mét xếp hàng lấy nước, họ quay ra khỏi tòa nhà và đi nhiều lượt. Nhiều cư dân xấu hổ khi uống quá nhiều nước, về cơ bản chỉ lấy nước sinh hoạt trong ngày. Toàn bộ Trác Châu đang tiết kiệm nước để không phải rửa bát đĩa. Nhà hàng đã đổi sang hộp cơm dùng một lần, mặc dù điều này sẽ làm tăng chi phí. Tắm rửa đã trở thành một điều xa xỉ và thời tiết vô cùng nóng bức. Nhưng nguồn nước quý giá chỉ có thể được sử dụng để đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất của cuộc sống như nấu ăn. Vì không tìm được khách sạn nên phóng viên đã ngủ trên chiếc ghế tựa ở hành lang bệnh viện. An toàn là vấn đề cấp bách nhất được tính đến sau lũ. Tôi không biết nước trên đường sâu bao nhiêu, có khi vừa đi ra ngoài, nước trên đường chỉ đến mắt cá chân. Không thấy nguy hiểm, đi được một đoạn nước đã dâng lên đến đầu gối. Dòng nước bắt đầu dâng lên, có cảm giác như sóng đang ập vào người. Con đường đầy xe và cầu cạn cũng đầy xe. Một số tài xế can đảm không nghe thuyết phục, lội nước trên đường. Xe chết máy dừng giữa đường, mọi người chạy ra, nước cũng nhanh chóng trùm kín mui xe. Túi nhựa, dây thừng và các loại rác khác trôi nổi trên mặt nước.
mỗi bước cần phải được thực hiện một cách cẩn thận để không vấp ngã. Nhiều người trắc trâu đã nhanh chóng nhận ra nguy hiểm khi nhìn vào dòng nước. Tình nguyện viên Tiểu Vương nói với phóng viên rằng mới tối ngày 29 tháng 8, khi cô chuẩn bị về nhà thì bị một tấm sắt nhọn lao xuống nước, cô không kịp tránh và bị một vết thương ở chân. Không chỉ vậy, trên bắp chân tôi còn phát hiện ra một vài vết ẩm tím, tôi không biết mình bị thương lúc nào. Ở những con đường ngập nước của thành phố, nắp hố ga bị cuốn trôi là mối nguy hiểm tiềm ẩn. Trên một con đường tỉnh lộ ở Bạch Câu, một cửa hàng bán quan tài bị cuốn trôi. Những tấm ván gỗ không kịp đóng ván trở thành một chiếc thuyền đơn độc trong nước lênh đênh trên đường. Những ngày sau lũ, cuộc sống thường ngày thay đổi chóng mặt. Nhiều ngôi nhà của người dân bị ngập lụt và dưới sự tổ chức của chính phủ, các trường học gần đó và những nơi khác đã trở thành nơi tái định cư tạm thời. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở Trắc Châu là nơi tái định cư lớn nhất ở Trắc Châu trong thảm họa mưa bão và lũ lụt lần này. Địa hình cao ở đây đã sống sót sau lũ lụt. Hơn nữa, hiện đang là kỳ nghỉ hè, nơi đây có đủ không gian để chứa những cư dân bị lũ tàn phá cuộc sống. Khu tái định cư được đưa vào sử dụng vào tối ngày Chủ nhật và vợ chồng Vương Trường Kha đã đến đây vào ngày hôm sau. Gia đình anh ấy ở một thị trấn gần bến tàu và độ sâu nước trong làng là 3 mét. Hầu như tất cả họ đều bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đêm hôm Chủ nhật, trận lũ bắt đầu, trong vòng 1 giờ, nước trong sân đã dâng lên đến phòng chính. Chân của Vương Trường Kha bị thương khi còn nhỏ và các con của anh ấy đều ở thành phố, vì vậy anh ấy và vợ là những người duy nhất ở nhà. Vợ anh gọi người hàng xóm giúp anh leo cầu thang bộ lên tầng 2, rồi từ tầng 2 leo lên mái nhà hàng xóm. Đợi trên mái nhà rất lâu, anh mới thấy được chiếc thuyền kayak của lực lượng cứu hộ đến ứng cứu. Tôi liên tục nói với cô ấy rằng nếu nước lũ dâng cao trở lại, hãy để tôi yên và tự chạy thoát thân. Vương Trường Kha nói rằng nước lên quá nhanh khiến anh ấy thực sự cảm thấy rằng lần này mình có thể không thoát được. Người vợ cũng muốn mang thêm nhiều đồ từ nhà nhưng cuối cùng chỉ có rất ít đồ được mang ra ngoài. Toàn bộ đồ đạc kể cả chiếc điều hòa đặt sàn vừa mua năm nay đều bị ngấm nước. Tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp có một công ty cung cấp suất ăn đặc biệt để đảm bảo 3 bữa ăn mỗi ngày cho bà con tái định cư. Đồng thời các vật dụng sinh hoạt cơ bản cũng được chuẩn bị tại đây. Trời nắng nóng nhưng ở ký túc xá sinh viên có quạt, một phòng ở khoảng 8 người. Trước lũ có chỗ ăn ở như vậy tôi rất mãn nguyện. Đã 3 ngày không nghỉ, Hàn Tuyết Tùng, bí thư chi bộ của trung tâm giáo dục nghề nghiệp mắt đỏ ngầu. Ông nói với phóng viên rằng hiện tại hơn 2.000 người bị mắc kẹt đã được tái định cư ở đây, cộng với giảng viên phục vụ và lực lượng cứu hộ. Hiện có hơn 3.000 người trong trường. Chúng tôi kêu gọi giáo viên và học sinh trở thành tình nguyện viên và chúng tôi đang nhanh chóng tập hợp hơn 300 tình nguyện viên, hầu hết là giáo viên trong trường. Hàn Tuyết Tùng nói rằng đây là lần đầu tiên trường gặp phải tình huống như vậy và họ chỉ có thể làm hết sức mình. Lực lượng tình nguyện viên đã làm tốt công tác hỗ trợ hậu cần. Ở một số trường học, nhà riêng của giáo viên cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Khi đối mặt với thiên tai, không ai kêu ca rằng họ mệt mỏi chứ đừng nói đến việc rút lui. Ngoài chỗ ăn ở, bản thân bệnh xá của trường còn có nhân viên y tế túc trực để bảo đảm y tế cho quần chúng. Trung tâm tắm rửa, trường học, quán cà phê, trung tâm mua sắm, tòa nhà văn phòng, thậm chí cả đấu trường đều tạm thời bị biến thành khu tái định cư. Nhiều người đã tự mua thức ăn, nước uống, thuốc men và gửi đến những ngôi nhà tạm thời này. Bây giờ là thời điểm khó khăn nhất, nhưng nước sẽ rút luôn, một tình nguyện viên nói với phóng viên.